Xin chào, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người đã đến với Mr. Zero. 5 ngôi sao bóng đá kiên cường Ronaldo vào cái kết. Trên con đường tới đỉnh cao, Ronaldo đã gây thù hằn với một số đồng nghiệp. Đây là những ngôi sao trong làng bóng đá từng tỏ ý khinh biệt Ronaldo. Năm 2019, Virgil van Dijk là ứng viên nặng ký cho danh hiệu quả bóng vàng châu Âu. Trung vệ người Hà Lan cùng với Liverpool giành chức vô địch Champions League bên cạnh ngôi Á quân ngoại hạng Anh với số điểm kỷ lục. Trong khi đó, đội của Messi và Ronaldo đều thất bại tệ hại ở Champions League. Trước lễ trao giải, một phóng viên cho Van Dijk biết là Ronaldo sẽ không tham dự và hỏi: "Anh có cảm thấy bớt đi một đối thủ không?" Van Dijk thản nhiên đáp: "Ồ thật sao, Ronaldo cũng được tính là đối thủ cơ à?" Trong mắt Van Dijk, Messi mới là người giỏi nhất. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. C7 ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé! Ronaldo là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và không ai có thể phủ nhận điều này. Quả thực không có gì bất ngờ khi Ronaldo thường nhận sự tán dương nhiệt liệt của hàng ngàn fan hâm mộ và báo chí thế giới. Với những người yêu mến C7 thì anh xứng đáng nhận được những giải thưởng cao quý và những lời tán thưởng đó. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì vẫn còn nhiều lời chê bai từ những người được cho là anti-fan của Ronaldo. Trong đó có cả sự khinh thường đến từ các đồng đội hay cả những vị huấn luyện viên, những chuyên gia bóng đá. Hãy cùng điểm qua những cái tên từng khinh thường Ronaldo trong video sau đây. Một, huấn luyện viên Fabio Capello. Fabio Capello là người tham gia bình luận trận Juventus đối đầu với AC Milan ở vòng 12 Serie A 2019-2020. Đây là trận đấu mà Cristiano Ronaldo đã thể hiện một phong độ không ổn định và sớm bị thay ra ở phút 55 của trận đấu, nhường chỗ cho Paulo Dybala, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên Fabio Capello đã lên tiếng nhận xét rằng đã 3 năm qua, Cristiano Ronaldo chưa thực hiện thành công bất cứ một pha qua người nào. Hơn hết, ông còn có thái độ không hài lòng khi CR7 đi thẳng vào phòng thay đồ với thái độ bực tức sau khi bị thay ra ngoài. Chiến lược gia người Ý cho biết: "Tôi không thích điều này, nó chẳng đẹp chút nào. Ronaldo phải cư xử như một nhà vô địch ngay cả khi anh ấy rời sân." Đồng thời lên tiếng chê bai khả năng đi bóng qua người của anh chàng tiền đạo Juventus khi đã 3 năm chỉ có đảo chân trước mặt đối thủ mà không hề qua mặt. Do đó, ông cho rằng Ronaldo là một cầu thủ giỏi nhưng ở Juve còn có nhiều cầu thủ chất lượng hơn và có thể tạo nên khác biệt như Dybala và Douglas Costa. Ông khẳng định không có Ronaldo, Juventus vẫn có thể giành chiến thắng và CR7 đã không còn tốc độ và sự năng động như trước đây nữa. Thế nhưng, Fabio Capello không hề biết rằng Cristiano Ronaldo thực sự đã cống hiến và đem lại nhiều lợi nhuận cũng như thành tựu cho Juventus kể từ khi tới đây. Doanh thu của nhà đương kim vô địch Serie A cũng tăng vọt từ việc bán các sản phẩm có liên quan đến CR7. Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Juventus từ hè 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao 35 tuổi đã có hơn 70 lần ra sân trong màu áo Juve và ghi được hơn 50 bàn thắng. Anh còn góp phần mang về phòng truyền thống của câu lạc bộ chiếc cúp vô địch quốc gia và siêu cúp Italia 2018. 2. Virgil van Dijk. Van Dijk đã từng trả lời phỏng vấn với thái độ xem thường Ronaldo, một trong những đối thủ của anh và Messi cho danh hiệu quả bóng vàng 2019. Khi ấy, Virgil van Dijk là ứng viên nặng ký cho danh hiệu này. Trung vệ người Hà Lan cùng Liverpool giành chức vô địch Champions League. Trong khi đó, câu lạc bộ của Messi và Ronaldo đều không thành công ở giải đấu này. Trước lễ trao giải, một phóng viên cho Van Dijk biết chuyện Ronaldo sẽ không đến tham dự và hỏi: "Anh có cảm thấy được bớt đi một đối thủ không?" Van Dijk thản nhiên đáp: "Ồ thật sao, Ronaldo được tính là đối thủ cơ à?" Trong mắt trung vệ Liverpool, Messi mới là người giỏi nhất. Sau cuộc trò chuyện này, nhiều cổ động viên đã mỉa mai cầu thủ người Hà Lan. Anh ta đã quên ai đánh bại Hà Lan ở chung kết UEFA Nations League rồi, bởi Ronaldo đã chơi trọn 90 phút trận chung kết gặp Hà Lan và giúp đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch UEFA Nations League 2019 đầu tiên trong lịch sử. Đó là trận mà CR7 chơi dạt biên trái một cách xuất sắc và đánh bại trung vệ Virgil van Dijk. 3. Manuel Neuer. Lại trong cuộc chiến giành quả bóng vàng FIFA 2014, thủ môn số 1 của Bayern Munich và đội tuyển Đức khi ấy là Manuel Neuer đã tin tưởng về khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn trước một đối thủ mạnh như Cristiano Ronaldo. Trên trang Kicker, người gác đền của nhà vô địch World Cup 2014 chia sẻ: Tôi là một vận động viên, không phải là đại sứ thương hiệu, ngoại trừ là thủ môn đầu tiên quảng cáo cho hãng Adidas, thì tôi không như một vài mẫu cầu thủ thích chụp hình với đồ lót. Chúng ta đều biết Neuer nói đến ai đúng không? Tuy vậy, người chiến thắng quả bóng vàng 2014 là CR7 và quả thực không thể bàn cãi gì về khả năng và thành tích của anh đã ghi được. Dù có làm đại diện cho thương hiệu gì đi chăng nữa thì siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là một cầu thủ xuất sắc và điều đó không làm ảnh hưởng gì đến phong độ thi đấu của Ronaldo trong suốt năm ấy. Xabi Alonso. Xabi Alonso là đồng đội cũ của Ronaldo tại câu lạc bộ Real Madrid. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi Real, anh đã từng có nhận định về Manuel Neuer và đa số các nhận định của Alonso đã như tự phơi bày mối bất đồng với các đồng đội ở đội bóng hoàng gia này. Alonso nói rằng, tôi phải nói Manuel Neuer không chỉ là thủ môn xuất sắc nhất mà tôi từng thi đấu cùng, mà anh ấy còn tỏ ra xuất sắc khi không chơi như một thủ môn mà như các đồng đội khác trên sân. Sẽ chẳng bất ngờ nếu cậu ấy giành quả bóng vàng 2014. Tôi từng biết cậu ấy là thủ môn hàng đầu, nhưng khi đến Bayern, tôi càng ngạc nhiên hơn với tài năng của Neuer. Những lời bộc bạch của Alonso đã làm dấy lên cuộc tranh cãi lớn ở quê nhà Tây Ban Nha của anh. Điều này khiến không ít người nghĩ anh không tôn trọng đồng đội cũ Ronaldo khi hết lời khen thủ thành người Đức bởi CR7 vốn dĩ là đối thủ của Neuer trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2014. 5. Jürgen Klopp. Trong buổi nói chuyện trước trận chung kết Champions League 2018, huấn luyện viên Klopp đã mặc một chiếc quần lót mang thương hiệu CR7 và xơ vin chiếc áo vào trong quần. Mặc dù điều đó khiến cả đội cười bò ra sàn và theo lời ông nói là để giúp họ giảm bớt căng thẳng, nhưng nó hoàn toàn là điều không tôn trọng đối với Ronaldo khi đem thương hiệu anh làm đại diện ra làm trò cười. Đối với những người chỉ trích và xem thường Ronaldo, thực sự họ đều là những ngôi sao bóng đá tài năng và có danh tiếng. Tuy nhiên, CR7 luôn là người thành công hơn tất cả và dĩ nhiên con đường đi đến đỉnh cao luôn sẽ có nhiều người ghen tị như thế. Về phần mình, Ronaldo luôn giữ thái độ điềm tĩnh và im lặng trước những lời khiêu khích đó. Điều này cho thấy anh chỉ quan tâm đến sự nghiệp và làm sao để thi đấu tốt nhất có thể để những người từng khinh thường anh một ngày nào đó sẽ phải hối hận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.